đại lý vé máy bay giá rẻ Ngọc Mai Dũng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Băng Phương ZN Tiềm Ẩn. Trong chuyên mục Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn số 42 lần này thì Băng Phương xin gửi đến các bạn những hình ảnh thước phim về một ngôi đền rất linh thiêng có tên là Đền Chúa Thác Bờ. Cùng với đó là câu chuyện gắn liền với ngôi đền này. Sau Băng Phương đây chính là đền thờ Bà Chúa Thác Bờ. Bây giờ Băng Phương mời các bạn cùng theo chân Băng Phương lên tìm hiểu nhé. Vào mùa nước cạn như hôm nay thì chúng ta phải vượt qua hơn 100 bậc thang để lên tới đền Chúa Thác Bờ. Hiện tại xung quanh ngôi đền đang tu sửa nên vẫn còn rất nhiều những vật liệu ngổn ngang lối đi. Chính vì vậy mà nếu các bạn ghé thăm đền trong thời gian này thì hãy chú ý đi lên cẩn thận nhé. Các bạn có biết không, có hai đền Chúa Thác Bờ, một đền tại xã Thông Nai, huyện Cao Phong và một đền tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc đều thuộc tỉnh Hòa Bình. Sở dĩ có hai đền là vì trước đây tại xã Hào Tráng, huyện Đà Bắc có một ngôi miếu và một ngôi đền đều thờ Chúa Thác Bờ. Miếu và đền đều có thổ nhang riêng. Khi đập thủy điện Hòa Bình được xây dựng, thổ nhang miếu đưa miếu lên xã Thông Nai, huyện Cao Phong và trở thành đền Chúa Thác Bờ Thông Nai. Thổ nhang đền đưa đền lên xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc và trở thành đền Chúa Thác Bờ Vầy Nưa. Và hiện tại thì Băng Phương đang giới thiệu với các bạn đền Chúa Thác Bờ tại Thông Nai. Các bạn ơi, Băng Phương vừa vượt qua hơn 100 bậc để leo lên đến đền Chúa Thác Bờ. Thời tiết hôm nay rất là nắng nóng nên là Băng Phương đã tạm thời dừng chân ở đây để nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta cùng vào để tìm hiểu và thăm viếng đền Chúa Thác Bờ các bạn nhé. Chúa Thác Bờ nổi tiếng là bà chúa linh thiêng nhất Hòa Bình. Con hương muốn cầu chữa bệnh, cúng lễ thì phải đến xin lộc bà. Đền tọa lạc nơi địa thế hùng vĩ, cảnh đẹp thiên nhiên sông nước hài hòa tươi mát. Hàng năm có hàng trăm lượt khách đến tham quan hành hương. Đây chính là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hòa Bình. Tương truyền vào những năm 1430-1432, vua Lê Lợi đem quân đi dẹp loạn giặc ở đèo Cát Hãn tại Mường Lễ, Sơn La. Khi vua tiến đến thác bờ thì thấy địa thế nguy hiểm với thác nước sâu bọt trắng trời cùng rất nhiều xoáy nước dưới dòng sông. Quân ta không thể vượt qua được. Lúc bấy giờ có hai người con gái đã đứng lên vận động trai tráng trong làng lên rừng xẻ ván, làm thuyền độc mộc đưa quân qua thác. Một người chính là Đinh Thị Vân, cô gái dân tộc Mường, và một người là cô gái dân tộc Dao, không rõ tên. Sau khi chiến thắng trở về, vua Lê Lợi dừng chân nơi thác bờ làm lễ khao quân. Hai cô gái lại vận động dân bản quyên góp thịt muối, cơm lam, rượu cần để liên hoan ăn mừng chiến thắng. Tại đây, hai bà còn giúp dân ổn định cuộc sống, dạy dân lên dãy làm nương, xuống sông Đà thả lưới bắt cá. Tương truyền, hai bà còn giúp dân trị thủy, chế ngựa sông Đà cuồn cuộn sóng dữ. Về sau khi hai bà mất, nhân dân nhớ công ơn đã phong cho hai bà là Bà Chúa Thác Bờ và lập đền thờ trong vùng thờ cúng muôn đời. Du khách thập phương hàng năm thường đến chầu cửa bà nhằm cầu lộc chữa bệnh, cúng lễ, cầu bình an may mắn trong cuộc sống. Để tỏ lòng thành tâm tôn kính của mình, du khách thường sắm lễ chầu chúa bà rất tỉ mỉ và trang trọng. Ngoài thờ Bà Chúa Thác Bờ, đền hiện nay còn thờ các vị thần thánh trong tín ngưỡng dân gian người Việt như Công Đồng Quan Lớn, Ngũ Vị Tôn Ông, Bà Chúa Sơn Trang, Tứ Phủ Thánh Cô, Tứ Phủ Thánh Cậu, Đức Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Tứ Phủ Chầu Bà, Tam Tòa Đức Thánh Mẫu, vân vân. Khi đến tham quan lễ bái và thắp hương tại đền Chúa Thác Bờ, ngoài được vãn cảnh đền sơn thủy hữu tình với mặt trước hướng ra sông Đà, mặt sau tựa núi, du khách còn được thưởng thức những chầu giá hầu đồng vô cùng đặc sắc được diễn ra trong suốt lễ hội đền Thác Bờ. Hàng năm, hội đền diễn ra vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch. Tuy hội nhỏ nhưng vẫn cho cảm giác uy nghi bởi được hòa vào tổng thể cảnh quan núi non sông nước hùng vĩ. Đặc biệt, đền có rất nhiều tượng với 38 pho lớn nhỏ, trong đó có 2 pho tượng đồng là tượng thờ chính. Vẻ đẹp và sự linh thiêng ở đền Chúa Thác Bờ còn được đưa vào thơ ca với sự khen ngợi không ngớt của những người đã từng có cơ hội đến vãn cảnh đền. Ai lên tới Thung Nai Đà Bắc, dọc sông Đà bến ngọc long lanh, thăm đền Chúa Thác Hòa Bình, chợ bờ hang miếng thác gành treo leo, hay
Ai mà vận hạn khó qua, lòng thành kêu Chúa thác bờ cứu cho. Ai lên cảnh đẹp thác bờ, trước non sông núi đền thờ trang nghiêm. Vách núi nghiêng bên hồ nước chảy, xanh chầu Bà vang dậy bốn phương. Thôn Nai bản ấp họ Mường, nhà sàn ven suối có đường lên non. Chính sự linh thiêng cùng với nét độc đáo trên mà hàng năm cứ mỗi độ xuân về, đền Chúa Thác Bờ lại thu hút một lượng lớn du khách từ khắp nơi đổ về, tạo nên sự nhộn nhịp cho chốn đền linh thiêng nơi sơn thủy hữu tình. Sau khi tham quan xong đền Chúa Thác Bờ thì Băng Phương quay trở lại thuyền, đứng trên một tảng đá cao nhìn sông nước mây trời núi non hòa quyện vào nhau. Băng Phương cảm nhận cuộc sống dường như đang chậm lại và Băng Phương như được chút bỏ hết mọi sự mệt mỏi trong người. Thưa các bạn, video của Băng Phương đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem và đừng quên ủng hộ Băng Phương bằng những nút like, comment, chia sẻ cũng như đăng ký theo dõi kênh cho Băng Phương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Băng Phương xin cảm ơn đại lý vé máy bay giá rẻ Ngọc Mai Dũng đã đồng hành cùng chương trình. Mọi sự liên hệ đặt vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế xin gọi đường dây nóng hotline 0967 24 2345.